Dạ hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn nha. Hôm nay em trở lại bên kênh xe máy Helen trong thứ 6 ngày 5 tháng 7 để cập nhật giá ở đây trong tuần này cho bà con mình theo dõi ha. Trong tuần này thì hầu như là cũng được cũng rất là nhiều bà con anh chị mình chuẩn bị tới kỳ lương rồi đó. Thì ai có nhu cầu mua xe thì mình theo dõi những cái video trên kênh của Nguyễn nha. Và đặc biệt hôm nay là video bên kênh xe máy Helen. Trước khi mình vào trong gặp chị Hải như thường lệ thì em cũng sẽ quay về bảng hiệu để cho bà con anh chị mình tham khảo được rõ ràng hơn về mặt bảng hiệu cũng như địa chỉ bà con ha. Thì địa chỉ ở đây là để coi 1-5 Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Trúc A, phường Bình Chưởng, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là cửa hàng số 1 và bên đây là cửa hàng số 2. Bên đây là 7-1 chợ Hai Mỹ, Thủ Khoa Huân, Bình Chưởng, Thuận An, Bình Dương. Nói chung là hai cửa hàng nó cách nhau chỉ có cái đường đi như thế này thôi bà con á. Còn đối diện cửa hàng đó là cổng chợ Hai Mỹ luôn. Còn giờ quen thuộc vô trong gặp chị Hải bà con nha. Thì chị cùng báo giá với anh em mình luôn. Xe thì cũng nhiều lắm, đa tầm giá hết từ vài triệu đến vài chục triệu là cũng có đầy đủ cho bà con hết nè. Rồi, hello chị Hải. Rồi, hello. Chào chị. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, chào mừng cả nhà đến với kênh Ngố Nguyễn nhé, cũng như là xe máy Hải Linh. Rồi em cũng xin nhắc lại, em tên Hải, bên cửa hàng xe máy Hải Linh nhé. Địa chỉ quen thuộc vẫn là 7-1 Thủ Khoa Huân nhé, khu phố Bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Thì bên em vẫn có mua bán này, trao đổi tất cả các loại xe máy cũ nhé, có trả góp qua ngân hàng. Thì anh chị mà có nhu cầu mua bán hay trao đổi xe hay trả góp á, thì điều kiện chỉ cần căn cước công dân trên 20 tuổi và không nợ xấu nhé. Yeah. Hướng đi thì cách ngã tư Bình Chuẩn tầm 1 km, cách đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn là tầm 500 m nhé. Anh chị đi từ hướng ngã tư Hòa Lân á, thì cách ngã tư Hòa Lân tầm 1,5 km nha anh chị nhé. Yeah. Hôm nay em về cũng khá khá xe, rồi em sẽ báo giá chi tiết cho cô chú anh chị nhé. Dạ. Dạ, cửa hàng ở bên chị Hải hầu như là cũng có trả góp, xếp xe, mọi thứ đầy đủ hết cho bà con. Đúng hết rồi, trơn anh hả? Chị mà có dạ. ở xa thì nếu mà không có tới trực tiếp cửa hàng được á, thì anh chị cứ thêm phí em sẽ xếp xe về cho anh chị nhé. Dạ. Dạ. Rồi thôi chắc giờ chị em mình lên phía trên mình cập nhật luôn hả chị? Ok ha. Dạ. Rồi mình ra mình báo giá cho cái con RSX nhé. Mời chị các bạn, cô chú mình lên phía trên nha. Rồi. Đây, để cập nhật cho bà con nha. Đây, có cái con mình lên từ chiếc nào đâu chị? Đây. Con này RSX nè, con dạ, này quay RSX vì họ là bánh căm thắng đĩa anh chị đúng nha. Đúng rồi, căm đĩa mà máy rất là êm nha cô chú anh chị nha. Dạ, con này chi tiết cho. Cực kỳ êm luôn ha. Dạ. Nói chung là anh chị nào mà thích những cái con xe mà đi làm ha, nói chung máy cực kỳ êm, anh chị cứ tưởng tượng là xe đang nổ này. Dạ. Nói chung không nghe tiếng máy luôn á. Đó. À, em nổ máy nè. Dạ. Em ru thôi. Em cực kỳ êm luôn. Dạ. Xe bao này là chị? Xe này để cho anh chị là 8.800.000 nhá. 8.800.000. Xe này biển số là 54T5 rồi 0986 đó, đuôi 86 rất là đẹp nhá, căm liền còn mới nhá, sạch sẽ liên lạc chị. Này chưa giảm chưa tốt gì hết, máy rất êm luôn chị nhá. Rồi. Rồi đó, rồi tiếp tục mình được qua cái con Future hả chị? Con này là Future Neo. Future Neo nha anh em nha. Con này là Future Neo 2007 nhá. Con này thì bánh mâm thân đĩa. Mâm đĩa luôn. Dọn giống như con Way Y hả? Rồi Go Way Thái á, biển số là 76X5 3969 đó, dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe thì bánh mâm thắng đĩa nhé, 19.900.000 19.900.000 bà con nha. Dạ, rồi có trả góp qua, có xếp xe hết. Đúng anh rồi. Chị ở xa thì cứ liên hệ với chị Hải để chị cho bán rõ cho bà rồi, con nha. Rồi tiếp tục qua con Lít nè, con dạ. này khóa smart key với cô chú anh chị nhé. Rồi con này đời khóa smart key, con này được mang biển số là 50X1 nè 05242 đó. Dạ. Máy móc zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, khóa smart key nhé. Dạ. 22.900.000 22.900.000 dạ. Dòng này thì cốp nó rất là rộng luôn nha. Đúng rất rồi, là dòng này cốp to luôn. Nha mà mọi người nhé. Dạ. Rồi tiếp tục qua con này là Vision, bạn cá tính nè. Bạn cá tính nha anh chị nhé. Nói chung là bạn cá tính này cái yên xe rất là cao nha anh chị nhé. Nói chung là con này gọi là giống như phiên bản đặc biệt á. Con này biển dạ. số 68T1 này 60741 nhé. Con này màu đen nhám. Đó, dừng chân dừng áo rất sạch sẽ liên lạc, cái mọi chức năng hoạt động tốt nha cô chú anh chị nhé. Bao nhiêu chị? Con này 29.500.000 29.500.000 dạ, nha bà xe con nha. Xe sạch sẽ liên lạc cho phiên bản đặc biệt cho cô chú anh chị nhé. Rồi, cái bên là một chiếc Quay 110 nè chị. Dạ, tiếp tục con Quay 110. Con này biển số là 66M1 này. Rồi 53054 nhé. Dừng chân dừng áo sạch sẽ này, máy móc em zin nè. Dạ. Áo không bị vỡ nhé. Con rồi. Này em để cho cô chú anh chị là 12.500.000 12.500.000 nha. Dạ. Rồi. Rồi tiếp tục qua con này là Future X. Con này thì xăng cơ, bánh mâm thắng đĩa nhé. Yeah. Biển số là 61C2 17848 nhé. Yeah. Dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, máy zin,
Em để cho anh chị là 25 triệu 300 nha cô chú anh chị nhé. Trời, trang máy móc là đâu rồi? Máy gì nha cô chú anh chị nhé. Dạ. Rồi tiếp tục qua con này là Future Now FE. Bánh nằm thẳng đĩa luôn. Phun xăng điện tử 2007 nhé. Dạ. Rồi được con này là bánh bơm thẳng đĩa, biển số là 66L1 này 76550. Con này thì có cạo khói nhưng mà máy rất êm nha anh chị nhé. Lốc dừa còn nguyên ha. Rồi. Bánh bơm thẳng đĩa phun xăng điện tử 28.500. Rồi kế bên đây chị một cái chiếc Sirius RC nè. Sirius RC 2016 bánh bơm thắng đĩa nhé, màu đỏ đen, biển số là 67C1 này 34868. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, máy zin nhé. 9.800. 9.800 bà con nha, mua đi làm thì dòng rồi, máy rất là bền. Rồi tiếp tục mình qua con Novo 5. Con này Novo 5 biển số là 62M1 này 18517 nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt, máy êm nhé, zin. Con này 8.500. 8.500 bà con nha. Dạ. Novo 5 FE phun xăng tử rồi. Kế bên là một chiếc Randy nè chị. Randy, con này thì màu trắng. Đó, con này cốp rồi cũng rất là to cho cô chú chị nhé. Con này được mang biển số là 59I2 rồi 98107 nhé. Xe dừng chân dừng máy thì sạch sẽ liên lạc, máy móc êm zin nhé. Rồi nhìn màu trắng thì rất là sạch sẽ nhé. Con này em để anh chị là 17.900. 17.900.000 cho cái dòng này bà con nha. Dạ, đặc biệt rồi, là chị phụ nữ ngồi dáng rất là sang. Qua con này là Vision. Con này là màu xám lông chuột. Con này biển số là 49G129667 nhé. Dạ. Máy móc em zin dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Con rồi. Này 16.900. 16.900 có lên mặt nạ tương tự rồi. Giống như của thắt cho bà con luôn đó. Dạ. Đây con là này con màu tiếp tục con này là cũng Vision khóa smart key. Dạ. Con này được mang biển số là 93P252714 nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Dạ. Rồi 22.500. 22.500 khóa smart key của chú anh chị nhé. Rồi tiếp tục con này cũng khóa smart key mà màu xanh nhám này, con này biển số là 69F1 này 50304. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ nhé, áo không bị vỡ nhé. Con này cũng khóa smart key 21.500. 21.500 quá thông minh rồi. Dạ rồi. Một tiếp tục qua con này là Asilo 2017 nhé. Con này máy móc zin, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, biển số là 83D1 này 13184. Con này thì em mới đổi của khách luôn nhé. Xe chính chủ luôn á. Con này em để danh chị là 8.500. 8.500 là mình có xe máy móc em zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Một đời chủ duy nhất ha. Xe bản mới đổi tài. Xe xong anh chị nhé. Rồi em quay lại bản số cho bà con em coi lại qua hết nha. Mọi người ai mà thích cái mẫu nào thì cứ liên hệ vào cửa hàng để cửa hàng có thể tư vấn bà con anh chị mình được rõ ràng chi tiết hơn nha anh chị ha. Rồi sau đó chị rồi, mình vào trong tới chiếc Vision nữa. Vision con này thì màu đỏ đô, biển số là 59X347190 nhé. Xe này dừng chân dừng áo rất là đẹp, màu đỏ đô, khóa smart key nhé. 21.500. 21.500 khóa smart key nhé, máy zin nhé. Yeah. Rồi tiếp tục qua con này là Vision. Con này cũng rất là đẹp anh cô chú anh chị nè. Đó, con này sạch sẽ xe luôn nhá cô chú anh chị nhé. Quá đẹp luôn, con này dừng chân dừng áo còn rất đẹp á, giỏ trước giỏ sau còn mới keng luôn. Biển số 62N1 này 693447 nhé. Rồi. Đó, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Khóa smart key luôn. Em để danh chị là cũng 21.500. 21.500.000. Dạ rồi, rồi tiếp tục qua con Vision. Đây là form đời đầu luôn bà con nha. Dạ, màu Vision rất là Vision màu cũ nhé. Con này thì đang còn đề phóng của chú chị nhé. Yeah. Máy móc zin, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Tem zin rồi nước sơn cũng zin theo xe. Con này biển số là 70G1 này 07652. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Con này em để anh chị là 11.000. 11 triệu thôi bà con nha. Máy zin luôn phải không chị? Máy zin nha anh chị. Máy nhá. Zin. Rồi màu vàng. Rồi tiếp tục con này là qua Winner V3. Đó, con này thì thắng ABS màu đen nhám, biển số là 93P2 98469. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Yeah. Em để anh chị là 26.900, còn hai khóa hai kiến còn theo xe có chú. Hai remote là còn đầy đủ, hai mã remote nói chung là cũng xe có còn hai kiến hai mốt còn theo xe luôn ha. Yeah. Xe biển số là 93, máy móc zin, xe dừng chân dừng áo zin ha. Yeah. Thắng ABS em để anh chị là 26.900 á. 26.9 bản V3 này chạy rất là đã mọi người nha. Dạ. Nói chung là chạy rất là mướt xe mà ít rau xăng cực kỳ anh chị. Nói chung là cái dòng này chạy rất ít rau xăng, tiết kiệm xăng nha cô chú anh chị nha, mày khỏe lắm. Rồi tiếp tục con này là Exciter 155. Con này thì chạy tầm hơn 6.000 km nhé. Biển số là 67L2 57513. Đó, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Xe rất là đẹp luôn, mới chạy tầm hơn 6.000 thôi, 31.500.
Đây là bản khóa thông minh Smart Key luôn bà con nha. À, khóa Smart Key nhé, màu trắng đỏ đen nhìn rất là nổi xe ha. Mà tại cái xe này cũng chạy ít nên nó sáng xe. Rồi tiếp tục qua con Accenter 150. Con này thì full dọn nhé. Nói chung là dành cho anh chị nào đam mê. Vì tại là nó lên cả đinh led 2 tầng. Rồi coi như là bao tay, rồi tay thắng, tay côn, rồi coi như là ốc Salaya xuống bánh mầm giống của Gia Z nha anh chị. Dạ, rất đẹp luôn anh chị. Nói chung là xe này full dọn đó, 21.95 nhá. Dành cho anh chị nào đam mê ha. Rồi. Rồi tiếp tục qua con này là Sonic, cái màu xanh nhìn rất là đẹp ha. Xanh đen mà nhìn cái màu xanh rất là lạ này. Con này biển số là 61N1 này, 09448. Ở xe máy móc zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. 26.500. 26 năm nha bà con nha. Rồi xuống bánh mâm 6 cây luôn. Còn bên kia là màu trắng đỏ đó chị. Con này là màu trắng trắng đỏ phiên bản One Hit đó. Con này biển số là 67D2-05433. Dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc nhá. Máy móc zin, mọi chức năng hoạt động tốt nha cô chú anh chị nhá. Con này em để anh chị là 26.900. Tình trạng máy móc này kia máy là cũng nguyên bản hả chị? Nói chung là nguyên bản xe máy móc. Nói chung là những cái con nào mà máy zin thì em báo zin. Còn những cái xe nào mà cạo khói hay là máy làm máy chạm thì em báo cho anh chị luôn nha. Rồi tiếp tục mình qua con Rider FI. Con này thì màu đen nhám nha. Biển số là 83P4 này, 22176. Đó, dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc nhé. 22.500. Rồi, 22.500. Máy móc zin nhé. Okay. Rồi tiếp tục qua con này là Satria. Con này được mang biển số là 60B2-69746 nhé. Con này màu đỏ đen, dừng chân dừng áo còn rất đẹp nhé. Máy móc em zin, mọi chức năng hoạt động tốt nha anh chị nhé. 23.500. 23.500. Dạ, rồi tiếp tục qua con này là cũng Rider FI. Mà con này dừng chân dừng áo rất là đẹp nhé. Xuống mâm cái này mâm 5 cây nè. Đó, okay. Rồi tiếp tục con này biển số là 61E1 này, 75632. Ở máy móc zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc nhé, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. 22.900. 22.900 biển số 61 cho cô chú anh chị nhé. Vô đèn trở sáng, dáng tay mới đẹp cho anh chị mình luôn rồi. Dạ. Rồi, bên kia rồi, là tiếp tục qua con Vario 150, con này màu cam, biển số 67G1 này. Rồi, 72568. Chương trình áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. 33.000.000, 150 cô chú anh chị nhé. Dạ. Rồi em sẽ quay bảng số sơ. Anh chị nào thích xe nào thì cứ chụp màn hình gửi qua Zalo cho em. Theo số điện thoại là 0966385008 nhé cô chú anh chị nhé. Đến anh chị. Rồi muốn biết xe chi tiết hay là muốn quay chụp hình gì báo em ha. Dạ. Rồi tiếp tục con này là Way Alpha. Con này 2005. Dừng chân dừng áo sạch sẽ, máy móc là êm nhưng mà nó có chạm đâu có chú anh chị nhá. Nó chỉ êm thôi. Nói chung là dừng chân dừng áo sạch sẽ, biển số là 86K1 bình thường anh em. 86K4 nhá, 6841 nhá. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Xe thì dừng áo dừng chân còn sáng sủa sạch sẽ luôn nhưng mà máy có chạm nhá. Đúng rồi. Máy rất là êm, 12.500. 12.500 bà con nha. Dạ, qua rồi. Đây mình tới Vision nè chị. Vision. Đó, con này á, thì em cũng mới đổi xe cho khách luôn nhá. Biển số là 66B1 này. Rồi 57876, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc nhé. Giò trước giò sau cũng còn rất là dày, xe chưa hề là sơn chậm tút lại toàn bộ ha. Chưa, nói chung là mới đổi cho khách con SH xong ha. Con này em để anh chị là 22.500. 22.500 cho chiếc Vision bà con nha. Dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Cái này màu đỏ đô. Tiếp tục qua con này là Vision màu đen nhám. Cái này phiên bản chìa khóa 2017 nhé. Con này biển số là 59P2 rồi 57584. Ở dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ, liên lạc nhé. Xe máy zin, 17.500. 17.500.000 bà con nha. Dạ, rồi tiếp tục qua con này là Vision màu trắng nè. Con này biển số là 94K1 này, 49079. So xe dừng chân dừng áo sạch sẽ nhé, 18.500. 18.500. Rồi xe thì chạy rất là lướt đó. Con này thì em có chạy rồi, chạy máy rất là lướt cô chú anh chị nhé. Dạ. Rồi tiếp tục qua con Rider FI. Con này biển số là 61F1 này, 35722. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ nhé. Xuống mâm 5 cây cho cô chú anh chị nhé. Dạ. Con này em để cho cô chú anh chị là 22.500. 22.500. Dạ, rồi tiếp tục qua con này là Sonic. Con này trắng đỏ đen, bị số An Giang 67 đó bà con nha. Đúng rồi, 67D1-88020. Dừng chân dừng áo không sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. 26.500 cô chú anh chị nhé. Máy móc zin ha. Rồi tiếp tục qua con cũng Rider FI. Con này cũng màu đen nhám, biển số là 61C1 này, 86574. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé.
Dạ. Em để cho cô chú anh chị là 22.500.000 nhé. Rồi, biển dạ. số 61C1 86574. Dạ, rồi tiếp tục qua con này là Sonic. Con trắng này á, thì cũng chị. Trắng đỏ luôn, biển số là 83C1 này. Rồi 64720. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Mọi chức năng cũng hoạt động tốt nhé. Xe dừng áo không bị vỡ nhé, 26.500.000. Dạ. Rồi tiếp tục qua con này là Rider FI. Con này thì màu vậy. Trắng đen, biển số là 83P3 44869. Đó, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Rồi. Con okay, này chị. Em để anh chị là 19.900.000. Máy cũng riêng luôn hả chị? Rồi. Chờ chút qua chị kêu ông thôi. Con này là Rider. Đó, con này thì Rider FI mà con này thì màu xanh lục bảo tem 3D nhé. Dạ đúng rồi. Máy móc zin, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, biển số là 86P3. Rồi 80840, xe dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ, máy móc zin nhé, 22.500.000. Rồi sơn áo 3D sơn đồng bảo rất đẹp anh em nha. Sạch yên sẽ này đẹp cũng đã đẹp được gọt lại cho anh em giới trẻ mình hết luôn rồi đó. Dạ. Xe rồi. Tiếp tục qua cũng con này là Rider, đi mâm 5 cây cho cô chú anh chị luôn ha. Máy móc zin đó, được dán lại bộ tem mới cho cô chú anh chị luôn. Rồi. Số 67K1 này. 80061 nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Dạ. 22.500.000. Con này có vô bánh mâm 5 cây nha anh em ha. Bên dạ, có vô mâm 5 cây của chú chị nhé. Rồi dạ. Tiếp tục qua con này là Sonic. Con này là đi bánh căm. Nhìn nhôm căm rôm rồi. Đúng rồi. Dạ, áo rồi. Có dán tem mới là cho anh em xe hết. Xe nhìn cũng rất là sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Dạ. Biển số là 59I3-55572. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ nhé. Dạ. 24.500.000. 24.500.000. Con này là có dọn kiển nhẹ nhẹ rồi. Dạ. Anh em là mà yêu thích cái mẫu kiển giống này á, mình mua về mình chạy luôn, khỏi cần phải tốn tiền tốn thời gian mình làm nữa anh em. Dạ, áo con này cũng vô hết rồi. Tiếp tục qua con này á là Sachia, con này 2020, máy zin nhá. Con này thì có hạ phuộc rồi ha. Nói chung là anh chị nào mà thích thì mình chịu vặn hai con ốc là coi như là nâng phuộc lên ha. Rồi. Con này thì máy móc zin, tem zin, biển số là 59X3 63396, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. 23.500.000. 23 năm bà con nha. Dạ rồi, em sẽ quay bảng số sơ cho cô chú anh chị nhé. Anh chị nào thích xe nào thì cứ chụp màn hình gửi qua Zalo theo số điện thoại là 0966385008 cho cô chú anh chị nhé. Dạ. Dạ. Rồi giờ chị em mình sẽ xuống cái hàng xe bên dưới tiếp tục nha anh chị nha. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con Novo 5. Con này đâu Korea này. Dạ, Korea xe 50 nè chị. Dạ, xe 50 2023 chạy tầm 1.400 km nhé. Dạ. Nói chung là xe này thì không khác xe mới, dành cho học sinh sinh viên, những cô chú nào mà đang không cần bằng lái ha, hoặc là không có bằng lái thì mình lấy cái xe này. Xe này cốp xe cũng rất là to nhé, máy êm cực kỳ êm cô chú anh chị nhé. Nói chung là mình có cái học đựng đồ quá to luôn cô chú nhé. Con này còn hai khóa theo xe ha. Đầy đủ hết mọi người ha. Sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe này thì không khác với xe mới đâu, mới chạy có 1.400 km ha. Em để cho cô chú anh chị là 14.500.000 ha. 14.500.000 nha. Xe biển số là 61CA 03588 nhé. Rồi. Rồi tiếp tục qua con Novo 5. Con này Novo 5 biển số là 59N240108 nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt cho cô chú anh chị nhé. Giá mình để xe áo không bị vỡ nhé, máy rất êm. Con này em để anh chị là 8.500.000. 8.500.000 nha anh em nha. 8.500.000. Kế bên là một chiếc Noja 110 của nhà Yamaha nha. Dạ, biển số 67E1 này, 11391 nhé. Nói chung là xe này thì nhỏ nhẹ gọn này. Anh chị nào mà nói chung là thích xe nhỏ nhỏ con lấy con này ha. Con này cốt cũng rất to vì bình xăng nó sẽ nằm ngoài cho mình ha. Con này em để anh chị là 10.800.000. 10.800.000. Nhưng chân dừng áo sạch sẽ, máy móc êm zin nhé. Áo không bị vỡ cho cô chú anh chị nhé. Rồi 10.800.000. Rồi tiếp tục qua con này là Exciter 150/2018, biển số là 61K1 này, 13892. Xe này thì màu đen nhám, phiên bản đặc biệt của cái đời này ha. Máy móc êm zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe dừng áo dừng chân sạch sẽ liên lạc, không bị vỡ nhé. 18.500.000. 18.500.000. Biển số là của vào bàn Bình Dương nha anh chị ha. 1, 3, 8, 9, 2. Tiếp tục qua con Exciter 150/2017, biển số là 95E1 này, 43193. Đó, máy móc zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ, có xuống mâm 5 cây cho cô chú anh chị nhé. Like thêm cái bô nha cô chú anh chị nhé. Máy móc zin em để anh chị là 16.900.000. Con này cũng liên lạc đẹp lắm anh chị. Con này là có vô cái chó đèn led 2 tầng luôn, xuống bánh mâm nhỏ nó vô vô ha. Cũng đi cái phong cách của các bạn trẻ đó. Dạ, nói chung là cái này dọn kiện nhẹ ha. Rồi tiếp tục qua con Exciter 150. Con này biển số là 83C1 này,
mà 36227 nhé. Xe dừng chân dừng áo cũng đang sạch sẽ, liên lạc mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Em để cho cô chú anh chị là 15.900.000. Sóc Trăng nha anh chị ha. Sóc Trăng nha cô chú anh chị nhé. Dạ rồi. Rồi tiếp tục qua con này là Exchanger 150 Delete. Ba khoang nhé, con này tem Mobitas màu xanh GP anh chị. Dạ, đúng con rồi. Này biển số là 60B360921. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc nhé. Máy móc zin em để cho cô chú anh chị là 21.500.000. 21.500.000 bà dạ. Con nha. Rồi tiếp tục qua con này là Exchanger cũng đèn led ba khoang. Đỏ nhám. Con này thì màu đỏ nhám, biển số là 59T300347 nhé. Đó, xe dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ, liên lạc mọi chức năng hoạt động tốt nhé. 22.500.000. Rồi, ok nha. Máy móc là cũng nguyên bản hết luôn hả chị? Máy móc nguyên bản đó cô chú anh chị nhé. Rồi, mình qua tới Winner B1 màu trắng có điều hiện nhôm Camarom đó anh chị, biển số Tây Ninh 70E1 nha. Đúng rồi, biển số là 70E1 này, 36935. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc máy móc zin nhé. 14.900.000. Dạ, 14.900.000. Dạ rồi. Cái bên mình đến với hai chiếc Exceter xuống áo anh chị nha. Và con đầu tiên thì mang biển số 59T1 32372. Cũng liền dòng cầm rồi. Dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ, liên lạc nhé. Dạ. Con này thì lên cái đồng hồ điện tử cho cô chú anh chị nhé. Đúng rồi. Xuống cái bánh căm 10 em để anh chị là cô chú anh chị là 15.500.000. Dạ rồi, 15.500.000. Rồi tiếp tục qua con này cũng 15.500.000 đồng giá cho cô chú anh chị nhé. Biển 48 con nha. Này biển số là 48B1 này, 19596 nhé. Đây anh chị. Xe cũng sạch sẽ, liên lạc mọi chức năng hoạt động tốt, xe còn cứng cáp nhé. Yeah. Rồi em sẽ quay sơ bảng số, cô chú anh chị nào mà thích cái xe nào thì cứ chụp màn hình gửi qua Zalo em, xem số điện thoại là 0966385008 cho cô chú anh chị nhé. Đó. Dạ. Anh chị mình tiện mình xem biển số cũng như phía sau con xe hết những cái xe mà chị em mình đã quay qua nha. Dạ. Ngoài đây mình có chiếc Future này chị, Future màu trắng, Future Neo. Rồi Future Neo. Con này á, là chính chủ ký giấy nhá. Future Neo GT. Con này biển số là 61B2 45586. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, máy móc engine chính chủ ký giấy. Cái này là thủ chủ một Bình Dương nha cô chú anh chị nhá. Rồi. Nói chung mà con này á, thì em đang bán là 38 năm. Nhưng mà giờ em xả cho cô chú, nói chung là xả lộ cho cô chú anh chị là 3 triệu đó. Còn 35.500.000 ha. Dạ rồi. Đó, còn anh chị mà ví dụ thích ủy quyền mấy chục năm cũng được. Mà anh chị mà thích ký hợp đồng mua bán để mà sang tên cũng được ha. Dạ. Rồi xe này rất là dễ vì xe nó là chính chủ ký giấy cho cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi xe thì rất là đẹp ha. Con này bánh mâm thắng đĩa ha. Rồi mình xuống đây có một cái chiếc Sirius cũng đã được vô đèn led cho anh chị mình luôn rồi nè. Rồi vô con này thì 2018 đó, đó xuống đèn led này. Rồi nói chung mà xe này thì dọn kiện cho mấy anh giới trẻ nhé. Xuống mâm rồi phuộc rồi coi như là kiểu ốc kiểu nói các chung bạn là cái kiểu như này giới trẻ ha. 2018 con này em để cho cô chú anh chị là 10.500.000. 10.500.000 bà con nha. Rồi tiếp tục qua con này là Vision đời mới nè. Màu trắng. Con này có màu trắng, biển số là 61D2 20349. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ nhé. Nói chung là những cái xe mà Vision mà đời mới thì hầu như đến 100% thì máy chưa có bung về những cái xe này. Nữ chạy là chủ yếu ha cô chú anh chị nhé. Con này xe còn sạch sẽ, quá đẹp mắt cây luôn á bà con nha. Hoạt động tốt nhé. Con này em để cho cô chú anh chị là 27.500.000. 27.500.000. Dạ. Rồi tiếp tục qua con này là AB125 đèn led nhé. Con này là khóa smart key màu đen nhám, biển số là 68G1 này, 75760. Đó, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc mọi chức năng hoạt động tốt nha cô chú anh chị nhé. Dạ. Em để cho cô chủ cho 22.900.000. Có vô cặp bánh 5 kiểu mọi người ha. Dạ. Nói chung là cái này biển số Kiên Giang, xe máy móc zin. Rồi tiếp tục qua con AB125 đèn mắt cú màu cam đen nè anh chị, biển số trăng 83. Con này 2015 máy móc zin. Nói chung mà giỏ trước giỏ sau còn mới ken ha cô chú anh chị nhé. Xe khóa lớn tìm xe màu cam đen thì rất là nổi nhé. Xe này dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ, nói chung là được mới vô một số đồ chơi xe ốp xi mấy cái nhìn như rất sáng xe ha. Dạ, con này 16.800.000, 2015 nha cô chú anh chị nhé. Rồi ok rồi chị. Tiếp tục con Clip, con này thì Clip 110, con này thì 2010 nên là mâm nó sẽ 6 cây, biển số là 84B1 rồi 0497 nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc mọi chức năng hoạt động tốt nha cô chú anh chị nhé. Dạ. 9.500.000. Cái bên là một chiếc AB đó chị, cái này là mình lên Thái đúng không? AB lên Thái 2008. Dạ. Biển số là 54L1 này, 7732 31 nhé. Dạ, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc máy cũng rất là êm. Con này 10.500.000 cô chú anh chị nhé. 10.500.000. Rồi qua bên này cũng AB 208 mà lên Thái luôn. Dạ. Con này biển số là 70
K1 này 05533. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Mọi chức năng cũng hoạt động tốt luôn, là xe gọn nhẹ ha. Dạ. 10.500.000 cô chú anh chị nhé. 10.500.000 thôi. Dạ rồi, dạ, tiếp tục qua con những con AB đầu bò này thì em cũng báo đồng giá cho cô chú anh chị là 10.500.000. Cô chú thích xe nào thì cứ báo em nhé. Em sẽ báo biển số cho cô chú anh chị luôn này. Con này thì biển số 61G1 này 07585. Đó, xe cũng máy móc êm zin, dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ nhé. Dạ. 10.500.000. Rồi, 10.500.000 cho AB đầu bò FI anh chị. Cái bên dạ, cũng là đầu bò luôn hả chị? Qua con này cũng đầu bò, biển số 61D114020 luôn nhé. Con này thì màu đen xám nhé. Cũng máy móc êm zin, mọi chức năng hoạt động tốt cho cô chú chị nhé. 10.500.000. 10.500.000 luôn. Rồi, tiếp tục qua con này là màu vàng, vàng đồng, vàng đen á cô chú chị nhé. Biển số là 93. Rồi, P1 này 38724 nhé. Xe dừng chân dừng áo, máy móc cũng zin luôn. 10.500.000. 10.500.000. 38724. Rồi, tiếp tục qua con này là AB đầu bò. Con này biển số là 95D1 này 21792. Ở dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ, màu trắng xám cho cô chú anh chị nhé. Con này khó lớn tìm xe luôn. 10.500.000. 10.500.000. Em sẽ quay sơ bằng số chi tiết cho cô chú anh chị nhé. Anh chị nào có thích xe nào thì cứ kết bạn Zalo em. Rồi chụp bằng hình gửi qua Zalo của em nhé, cô chú anh chị nhé. Dạ. Rồi, hôm nay mình có chiếc quay này chị. Quay Alpha. Con này thì nó dọn giống như là quay Thái. Biển số là 61T1 này 1951. Xe này thì máy có chạm nữa cô chú anh chị nhé. Rồi. Nói chung là còn sạch sẽ liên lạc chứ mà máy có chạm rồi ha. Con này dọn giống như đầu đèn Thái vậy nè. Con này biển số là 61, em để cho cô chú anh chị là 11.500.000. 11.500.000 cho bà con về đi làm đi cây bừa nha. Vô bánh căm thắng đĩa rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục qua con này là quay 50, quay Trung Quốc. Quay 50 thì hầu như quay Trung Quốc cho cô chú anh chị nhé. Dạ. Con này dừng chân dừng áo cũng còn sạch sẽ, biển số 83FC 7478 nhé. Dạ. Xe cũng sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Con này em để cho cô chú là 4.900.000. 4.900.000 cho chiếc 50 nhé. Dạ, rồi okay, tiếp tục qua con này là Giannot khóa smart key. Con này thì màu xanh rêu hả chị? Xanh rêu cho cô chú anh chị nhé. Xanh rêu nhám anh em. Con này xanh rêu nhám cũng rất đẹp. Biển số là 93C1 này 19823. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ 15.900.000. 15.900.000 nha. Dạ rồi, tiếp tục con này là Ultimo. Con này Mio Ultimo. Con này biển số là 95E1 này 04549. Xe này thì nói chung là theo năm tháng thì những áo nó cũng hơi bạc màu tí xíu, em mới sơn lại nguyên xe. Sạch sẽ đẹp đẽ luôn cho cô chú anh chị luôn. Con này biển số là 95 Hậu Giang ha. Em để cho cô chú anh chị là 6.200.000. 6.200.000 là mình có này bà con ha. Dạ, 6.200.000 là coi như là nhìn mới nguyên con luôn ha. Dạ. Rồi tiếp tục con này là quay Alpha 100, biển số là 61D1 này 33989. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Dạ. Xe đầu máy 100, máy zin. 11.900.000. 11.900.000 nha. Rồi tiếp tục qua con này, dạ. Tiếp tục qua con này là Super 204, biển số 61T4 này 4812. Nói chung là những cái dòng Super này thì cô chú anh chị nào mà sử dụng cái con này nhìn nó rất là nói chung là bây giờ nó đang hot hit là những cái mẫu xe mà mẫu xe cũ ha cô chú anh chị nhá. Mà được cái máy móc zin nữa, biển số 61 ha. Con em để danh cô chú anh chị là 27.900.000. 27.900.000. Chị bao là máy móc rồi nội là cầu máy nguyên bản ha. Máy móc zin cho cô chú anh chị nhá. Yeah. Tiếp tục qua con này là Way Alpha 204. Con này máy zin, biển số là 61T8 này 0960. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Yeah. Con này 15.900.000. 15.900.000 nha bà con nha. Dạ rồi, con này thì em nhận cọc thì bỏ qua ha. Rồi ok chị. Rồi mình xuống dưới này mình quay thêm cái con SH nữa, là mình qua bên kia những cái con xe khác á. Thật ý nè chị bạn ơi. Rồi con này là SH150. SH ý, con này thì màu đỏ rượu, màu đỏ đô, nói chung là giống như màu đỏ mận nha các chú anh chị nhé. Dạ. 150 2007 nhé. Xe thì còn sạch sẽ liên lạc, nói chung là những cái dòng xe này nam chạy cũng nhìn rất là mạnh mẽ cá tính cho cô chú anh chị nhé. Yeah. Xe này biển số là 67, em để cho cô chú anh chị là 38.500.000. Dạ. Còn mấy cái con xe này thì em nhận cọc của khách rồi ha. Trời. Thì ví dụ như trong quá trình xem anh chị nào mà ưng một con xe nào mà muốn chưa đủ tài chính thì anh chị cứ cứ cọc cho em trước rồi em sẽ giữ cho cô chú anh chị. Anh chị mà cứ thích cứ cọc 1-2 triệu với đó, đem giữ cho cô chú anh chị tuần 10 ngày với đó anh chị đủ tiền mình qua lấy xe ha. Dạ. Dạ. Rồi giờ mời bà con anh chị theo chân hai chị mình về bên cửa hàng bên đây để tiếp tục với những cái dòng xe bà con nha. Bên đây xe cộ còn nhiều lắm, anh chị mình cứ từ từ mà theo dõi nha.
Rồi đây, tiếp tục qua con này nè. Đây, quay alpha nè anh chị. Con này quay alpha đẹp cực kỳ đẹp. Con này là phun dọn đẹp cực kỳ đẹp luôn đẹp em nói nha. Chị. Con này là được dọn rất đẹp nhá. Vô một cái đèn trở sáng này. Đèn trở sáng. Nói chung là dạ, máy thì êm cực kỳ êm. Con này thì máy có chạm rồi nhưng mà êm cực kỳ nhá, cũng có chú chị nha nè. Đó, máy rất là êm, đầu bò còn sạch sẽ liên lạc nhá. Bô giờ còn mới có chú chị nè. Con này là vô cái phuộc mới luôn nhá. Đây, cái loại phuộc này là phuộc xịn nhá có chú chị nhá. Phuộc này phải mua thì tầm hơn triệu này. Găm liền thì còn rất là sạch sẽ liền lạc. Giang tỷ đang nổ đó mọi người nha. Máy móc rất là êm, nói chung là đầu bò giờ còn sáng. Xe này thì xe dọn nhưng mà máy cực kỳ cứng luôn nhá. Chắc con này biển số Sóc Trăng. Em đọc cái biển số cho cô chú chị nhá. Con này biển số là 83P1 này, 86489. Đó, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Giờ mình để bao nhiêu chị? 12.900. 12.900 có vô cái rổ sẵn cho bà con luôn. Nói chung là xe dọn rất đẹp, về chỉ có việc là đồ xăng chạy thôi đó. Đó, đèn led thì rất sáng, đi ban đêm rất sáng, còn thêm một cái đèn trợ sáng này nhá. Mình đi ban đêm rất là sáng có chú anh chị nhá. Kế bên là một cái chiếc Sirius phiên bản là bánh mâm thắng đĩa, tương đối là cũng còn rất là sạch đẹp. Bằng sạch số sẽ nhá. Biển số 68T1 này. Rồi 643 87 nhé, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Con này em để cho cô chú anh chị là 14.500. 14.500.000 cho chiếc Sirius này bà con nha. Xe rất đẹp nhé. Rồi tiếp tục qua con này là cũng Sirius RC. Bánh con này tầm nói chung là những cái mà RC thì nó tầm 2011 đến 2014 16 cô chú anh chị nhé. Con này biển số là 72E1 này. 09679. Đó, xe biển số cũng rất là đẹp nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nha cô chú anh chị nhé. Rồi cái này 9.500, bánh bâm thắng đĩa, máy móc zin. Rồi tiếp tục mình qua con quay alpha, đầu máy 110, biển số là 67G1 này, 49235. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nha cô chú anh chị nhé. Cái này mình để bao nhiêu đây chị? 12.500. 12.500.000 cho chiếc quay 110. Rồi tiếp tục qua con này là quay alpha mà lốc đen nhá. Lốc đen thì thường thường nó chỉ có 202 đến 203 cho cô chú anh chị nhé. Con này thì dọn giống như là quay Thái 110. Lên đầu đèn Thái. Rồi lấy cho tem giống cái tem Thái nhá. Biển số là 66K1 này. 17552. Đó, dừng chân dừng áo sạch sẽ, máy móc zin. 15.500. 15.500. Dạ, rồi tiếp tục Rider FI. Con này cũng màu đen nhám, biển số là 68M1 này. 29481 nhá. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ nhá. Máy móc zin cũng 22.900. 22.900 đối với Rider FI nha bà con nha. Rồi và tiếp tục qua con nè. Future, con này là Future Neo 206 mà dọn quay y nhá. Quay Thái á, nói chung là biển số là 68E1 này, 34821 nhá. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhá. Nói chung là máy thì có chạm rồi nhưng mà rất là êm nha anh chị nhá. Bánh bâm thân đĩa em để cho cô chú anh chị là 19.900. 19.900.000 đối với chiếc Future dọn dáng quay Thái rất là đẹp, lên hai đèn luôn, lên mặt nạ rồi. Mình sẽ vô phía trong mình quay cho cô chú anh chị tiếp nhá, cô chú anh chị nhá. Rồi bây giờ mình vô bên trong để tiếp tục với những dòng xe ở trong nha bà con. Rồi, có con một cái chiếc là AB đầu bò nè chị. AB đầu bò, cái này là được sơn tĩnh điện cái mâm nha cô chú anh chị nhé. Máy móc zin màu đỏ đen đó. Giỏ xe mới thay luôn nè. Sơn sơn tĩnh điện, nói chung là cái giỏ xe nó mình mới thay xong đó cô chú anh chị nhé. Sơn mâm mình được sơn lại bằng tĩnh điện á, biển số là 65K1 rồi 02494 nhé. Em để cho cô chú chị là 10.500. 10.500 là mình có AB đầu bò FI rồi bà con nha. Rồi con này là Exciter 135. Con này thì mở mấy cái đèn nha. Đây 135 để em quay cho bà con anh chị mình theo dõi nha. Màu trắng được dán tem mới là đẹp sạch sẽ rồi. Đó, con này biển số 61E1 này 21309, xe rất đẹp đẽ nhá. Xe này em để cho cô chú anh chị là 12.800. Có vô cái bát để chân đồ kiểu dạng cũng rất là đẹp, rất là lạ này mọi người thấy không? Nhìn cũng đặc biệt. Nguyên và ốc máy đang được đi ốc đi nấu kiểu hết rồi. Rồi sạch sẽ ha. Tiếp tục qua con Exciter 135. Con này biển số là 48D1 này. 37581 nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe này em để cho cô chú anh chị là 12.500. 12.500. Đang chạy qua. Rồi tiếp tục qua con Vision. Con này 2018, biển số là 61B1 này. 94143 nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Con này em để cho cô chú anh chị là 17.900. 17.900.000 bà con nha. Rồi tiếp tục qua con này là Vision. Vision con này thì cũng mẫu mới luôn cô chú anh chị nhé. 62F1 này, 28655.
xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe này 26 triệu 900. 26 triệu 9. Đây là phiên bản khóa thông minh Smart Key, đó là bản cao cấp bà con nha. Dạ. Rồi rồi mình qua con AB. Dạ, con nha. Này mẫu mới nhá, màu dạ. đen nhám, biển số là 67C1 này. Rồi 73316 nhá. Dạ. Em để của chú chị là 29 triệu 300. 29 triệu 300. Dạ. Ngàn. Dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc nhá. Con dạ. này tiếp tục qua qua con này là Vario 150. Đó, màu vàng cát nhé. Dạ, con này biển số là 61E1 này, 80824 nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, máy zin. Dạ. Em để cho cô chú chị là 33 triệu đồng cô chú chị nhé. 33 triệu. Rồi, dạ, okay, rồi chị. Tiếp tục qua con này là Sigut này. Bánh mâm đĩa có đề đẹp nha. Xe rất này đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Xe anh này thì 2024 nha cô chú chị nhé. Nói chung là không khác cái xe mới. Xe này thì không khác cái xe mới tí nào hết cho cô chú chị nhé. Đó, nói chung là anh chị mà mua xe này thì giống như mình mới chạy chưa hết radar luôn cô chú chị nhé. Dạ, đây máy là bà rồi, con coi. Rồi con này 67AF rồi 09491 nhé. Bản định danh luôn rồi. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt cho cô chú chị nhé. Dạ. 16 triệu 800. Xe cực kỳ đẹp luôn cô chú chị. Dạ. Rồi, dạ, bên rồi, kia 135 chị. Rồi tiếp tục 135. Biển Gia Lai 81 cho bà con ha. Số cặp luôn. 81P1 này 08844. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Con này 13 triệu 500. 13 triệu 500. Rồi tiếp tục qua con RSXFI. Dạ, biển của Phú Giáo Bình Dương mà Phú Giáo Bình Dương nhé. Con này máy móc em zin, bánh bơm thắng địa, mọi chức năng hoạt động tốt nha. 10 triệu 800. 10 triệu 8. Và kế bên là một chiếc Future biển Cà Mau 69 này chị. 69K1 rồi 29442. Rồi. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Con này thì đinh LED 22 triệu nha cô chú anh chị nhé. Máy zin luôn không chị? Máy zin. Rồi, xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Dạ. Và cái điện nữa anh. Rồi. Bây giờ mời bà con anh chị mình tiếp tục mình theo dõi chiếc Exciter xuống áo nha. Con này là có vô bao tay tay côn ta thắng, rồi chống đổ, rồi tay côn ta thắng nè, rồi cái gì đây? Cầm tăng. Dạ. Yeah. Nói chung là vô bao tay, bao thắng kiểu ha. Yeah. Ốc Salaya, mâm thì 8 cây. 8 cây. Đó, xe da. Còn rất là đẹp, đèn LED 2 2 tầng mà dạ, đúng đèn LED rất đẹp nhá. Full ốc Salaya hết luôn. Salaya rất đẹp, biển số là 67F1 này. 00825 nhé. Yeah. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng cũng hoạt động tốt cho cô chú anh chị nhé. Vô cùm đồ hết giống LC của Mã Lai hết luôn anh em dạ, nha. Xe đây. Rất là đẹp nha cô chú anh chị nhé. Dạ. 18 triệu 900. 18 triệu 9. Rồi. Rồi con này là AB 61 khóa Smart Key. Dạ. Rồi con này khóa chìa khóa lớn tiền xe cho cô chú anh chị nhé. Rồi con này được mang biển số là 61C1 này 75080 nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt. Xe biển số là 61 20 triệu 500. 20 triệu 500. Dạ. Và con này là có vô cặp bánh mâm 8 cây nhỏ nhỏ nhìn cũng dễ thương anh chị. Dạ. Với lại cặp bao tay. Rồi tiếp tục qua. Đó. Con này là AB. Con này thì màu cam đen rất là đẹp nhé. Con này xe cứng cáp liền lạc luôn. Biển số 36L6 này. Rồi 05243. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Vô khóa chống trộm tìm xe quá trời luôn anh em. Rất là xe đẹp luôn. Xe sạch sẽ, liên lạc của chú anh chị nhé. Nói chung là xe này thì nữ chạy nó cũng chạy rất kỹ nhé. Dạ. Bên ngoài còn rất là mới của chú anh chị nhé. Máy móc zin 19 triệu 500. 19 triệu 500 ngàn bà con nha. Biển số là 36. Qua con AB. Con này 2014 nhé. Con này biển 93B1 52804 đúng bà rồi con. Xe thì máy móc engine, mọi chức năng hoạt động tốt. Con này thì màu vàng đen. Con dạ. này em để cho cô chú anh chị là 15 triệu 500. Áo rin đồ tem đồ còn rin còn rất là đẹp anh chị nha. Sạch sẽ nha cô chú anh chị dạ. nha. Cái màu này nó đẹp, nhìn nó đẹp, nó sang. Nhìn nó sạch sẽ ha. Nói cái bên là một cái chiếc clip đời cao lít. Tem râu còn đẹp luôn. Xe này thì những cái đời mà tem râu, những cái đời 2010 thì mâm nó sẽ 6 cây. Máy yeah. móc zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc nhé. Con này 2011 nữa là biển số 83P1 này 21204 nhé. Yeah. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ 9 triệu 500. 9 triệu 500 ngàn. Những cái xe mà đời cao thì nó sẽ có tem râu rồi hay là mâm nó sẽ 6 cây cô chú anh chị nhé. Yeah. Rồi con này là Janus, con này khóa Smart Key, màu đen nhám, biển số là 61E1 này 71290. Đó, dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ, liên lạc nhé. Dạ. Con này máy móc zin em để cho cô chú chị là 15 triệu 900. Khóa mát cây luôn nha, không phải dạ. quá chè đâu, 15 triệu 9 thôi. Con này tiếp tục Vision. Con này biển số là 67L1 này. Rồi 729 63 62.
xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, liên lạc mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Con này thì đang còn trồng keo rồi, nếu mà anh chị thích thì lồ keo ra rất là mới nhé. Con này em để anh chị là 17.500. 17.500.000, máy móc là zin hết luôn máy hả chị? Máy móc zin nha cô chú anh chị nhé. Rồi cái bên rồi, là tiếp tục qua con này là future nail, bánh bâm thân địa phun xăng điện tử nhé. Con này thì được rút hồ sơ sẵn nha cô chú anh chị nữa nhé. Nói chung anh chị nào mà muốn nhập thì có gì liên hệ em. Con này em để cho cô chú anh chị là rút hồ sơ rồi là 35.900 nhé. 35.9 cũng đang bán là 38.900 cũng xài cho anh chị, còn 35.900 cô chú anh chị nhé. Nail FI, nail có hồ sơ rồi hả chị? Máy zin nha cô chú anh chị nhé, có hồ sơ rồi cô chú anh chị. Rồi rồi em sẽ quay sơ bằng số, cô chú anh chị nào mà thích xe nào thì cứ nhắc máy liên lên hệ nha. Với em nhé. Dạ đây bà con anh chị nha, mình cứ nhìn sơ qua tổng quan hết, sau đó giờ chị em mình xuống bên dưới đến với một cái chiếc Winner B1 màu đỏ nha. Con này tổng quan là thấy còn nguyên bản hết trơn luôn. Xe này còn đẹp mà, xe này nhận cọc rồi mình bỏ qua ha. Rồi tiếp tục qua con AB này là chị. AB này. Nói chung AB 125 màu trắng rất đẹp nhá. Con này cũng khóa lớn tìm xe luôn cô chú anh chị nhá. 20.500, biển số là 67 nhá. Xe máy móc zin. Xe tem zin đó, xe sạch sẽ liên lạc 67H1 này. Rồi 88462. Soi dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhá. Máy móc zin, xe nhìn rất là đẹp ha, màu trắng là nhìn rất là trẻ trung ha. Rồi ok tiếp chị. Tục con này là Jupiter Gravita. Con này biển số là 54Z5 5036 nhá. Xe dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ liên lạc 8.500. 8.500. Rồi xe nói chung là bình dầu nha chị. Đúng rồi, anh chị nào mà cứ đi cày bừa hay đi làm thì lấy những con này chạy rất là trâu bò cô chú anh chị. Rồi tiếp tục qua con này là Way Alpha. Con 50. Này biển số 66G1 này. Rồi 33596 nhé. Xe dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Con này em để anh chị là 11.900. 11.900 và bản số là Đồng Tháp 66. Đồng và Tháp cái bên thôi. Là chiếc Altila Elizabeth, Elizabeth nhé. Con này thì màu vàng nhưng mà em sơn lại nguyên con cho sạch sẽ đẹp đẽ cho cô chú anh chị, cô chú nhé. Con này thì mang biển số là 60R3 8804 nhé. Xe máy êm zin. Đó, xe được sơn lại một cái màu vàng chanh rất là nổi, rất là đẹp ha. Con này 4.800. Dừng áo dừng chân cũng sạch sẽ liên lạc ha. Qua cái bên là chiếc Way Alpha hả chị? Con này Way Alpha giống như dọn Way Thái nhưng mà con này em nhận cọc ha. Mình cọc bỏ qua ha cô chú anh chị nhé. Qua AB đầu bò nha. Rồi, AB đầu bò. Con này biển số là 61C1 này 16470. 11.000.000, máy móc êm zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Màu đỏ trắng cũng rất là nổi xe. Rồi tiếp tục mình qua con này là Exciter 150 2018. Con này biển số là 67L2 11488 nhé. Con này thì được sơn lại cặp mâm màu bạc nhé. Máy zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. 17.900. Rồi ok chị. Rồi mình qua con tiếp tục là Exciter 150. Con này thì tem 3D màu đỏ đỏ trắng đen nhé. Con này biển số là cũng 67D1 này. 64120. Xe này thì dừng chân dừng áo cũng rất sạch sẽ nhé. Tem 3D mà còn liền lạc cho cô chú anh chị nhé. 2018 18.500. 18 năm. Và đây là bản số. Bà con anh chị mình nhìn sơ qua tổng quan hết nha. Coi mình có ưng được chiếc nào không thì mình cứ nhấc máy lên, gọi về cho cửa hàng để cửa hàng có thể là tư vấn rõ ràng hơn cho bà con ha. Rồi giờ mình xuống bên dưới nha anh chị. Rồi, đến với AB nè. Con này AB khóa smart key màu đen nhám nha. Biển số là 64K1 này 26678. Đó, dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, máy móc êm zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. 23.500. 23.500. Rồi con này là Sirius mà của cái thằng gọi là thằng Sirius Trung Quốc hả chị? Trung Quốc nhưng mà của thôi thì coi như là cái Trung Quốc thôi chứ nó nhanh. Rồi biển số là 85B1 này. 33074 4.500 nhé. Xe dừng chân chừng áo sạch sẽ, tặng hàng của Xuân Phát thì nó máy móc nó cũng cứng hơn chút xíu của chú anh chị nhé. Rồi tiếp tục qua con này là Jupiter FI. Con này thì biển số là 59E1 này. 48855. Dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Xe thì còn cứng cáp, em để cho cô chú anh chị là 10.500. 10.500. Biển số cũng số cặp đẹp anh chị ha. 48855 luôn. 8855 cũng rất là đẹp ha. Rồi, con này đây là Way Alpha 216, biển số 94D1 32064 nhé. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Nói chung là xe này thì máy rất là êm nhưng mà có cạo khói được cô chú anh chị nhé. Rồi 10.500. 10.500. Qua cái rồi tiếp tục qua con này là Way Alpha đời 2004, biển số 36K7 4970. Xe thì màu đỏ đô, dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt cho cô chú anh chị nhé. Con này em để cho cô chú anh chị là 13.800. 13.800. Rồi con cái này là Way RSX
Con này là biển số 60B1 này, 68114, xe dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. 8.500.000. 8.500.000, biển số Đồng Nai rồi, nha. Rồi tiếp tục qua con này là Vision, con này xe dừng chân dừng áo còn rất là đẹp nhé. Dạ. Cứng cáp xe lắm, biển số là 49E1 này. 66286, xe dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Dạ. Con này 17.900.000 của chú chị nhé. Dạ, xin lỗi mọi người nha, em báo chính xác là 17.900.000 ha cô chú chị rồi. Tiếp tục con này là Clit đời 2008, mâm 5 cây, biển số Tây Ninh, máy móc zin. Em biển số là 70L4 này, rồi 7265. Yeah. Dừng chân dừng áo cũng sạch sẽ nhé, 8.500.000. 8.500.000. Rồi tiếp tục qua con này là Way Alpha, con này là 202. Yeah. Mà máy có chạm rồi, dừng chân dừng áo cũng đang sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Con này rất là êm. 12 con năm này đúng rồi, biển số là 59Y1 này. Yeah. 14556 nhé. Rồi, rồi giờ xe dừng chân dừng áo cũng đang sạch sẽ, mới lấy về ha. Dạ. Yeah. Rồi tiếp tục mình qua con Winner hả chị? Winner. Con nhà này là Winner X. Con này thắng CBS. Con này biển số là 61B212306 nhé. Yeah. Xe dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc, màu xanh đen. Đó. Giá thì em để cho cô chú anh chị là 18.500. Máy móc em zin nha cô chú anh chị nhé. Yeah. Rồi bên em thì cũng có trao đổi mua bán, có trả góp nhé anh chị nhé. Bên đây mình có không chị? Còn không? Mấy cái xe này mình nhận cọc nhé. À, nói dạ chung rồi. Mà cứ cô chú mà có ở xa mà chưa tới cửa hàng được liền, cô chú mà thích thì cứ cọc em 1-2 triệu em giữ xe cho cô chú anh chị nhé. Chị cũng có ship xe về tận nhà cho mình mà. Có ship xe nhé. Dạ. Có nhận cọc cho cô chú anh chị nhé. Cứ tầm 1-2 triệu, 3 triệu thì em sẽ giữ xe cho cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi coi như chị em mình cũng đã cập nhật qua tất cả những cái giá cả cũng như tổng quan những con xe trong tuần này cho bà con anh chị trên kênh Ngô Nguyễn theo dõi rồi. Bà con nào mà cần kỹ và rõ chi tiết hơn cứ đến trực tiếp tại cửa hàng mình xem cho vừa ý, cũng như là cũng có thể gọi với chị Hải để chị tư vấn rõ hơn cho nha. Dạ. Đó, chị có chia sẻ thêm vấn đề nào với khách không? Dạ, giờ thì cũng cuối clip rồi thì có những anh chị cũng mới vào hay là mới vào lần đầu thì em cũng xin nhắc lại nhé. Dạ. Em tên Hải, bên cửa hàng xe máy Hải Linh. Địa chỉ như em vẫn là 7-1 Thủ Khoa Huynh, khu phố Bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Bên em có mua bán, trao đổi tất cả các loại xe máy cũ nhé. Có trả góp qua ngân hàng thì điều kiện trả góp chỉ cần căn cước công dân trên 20 tuổi và không nợ xấu nhé. Thì như em đi hướng Bình Chuẩn thì cách ngã tư Bình Chuẩn là tầm 1 km, cách đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn là tầm 500m. Và anh chị đi hướng từ ngã tư Hòa Lân thì cách ngã tư Hòa Lân tầm 1.5 km nhé. Yeah. Rồi anh chị nào mà ở xa có muốn quay chụp thì anh chị cứ kết bạn Zalo của em, xem số điện thoại 008 trên màn hình nhé. Yeah. Rồi anh chị nào mà ở xa mà không có tới cửa hàng được thì em có thể ship xe cho cô chú anh chị nhé. Anh chị mà cứ thích thì cứ cọc em 1-2-3 triệu thì em có thể ship xe về tới cho anh chị nhé. Dạ rồi. Ok nha, đó là những cái thông tin tại bên xe máy Linh. Anh chị bà con cô chú các bạn nào quan tâm thêm cứ alo với chị Hải bằng hai số điện thoại em để trên màn hình nha. Bây giờ thì cảm ơn tất cả anh chị các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm dõi video. Hai chị em xin chào mọi người. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại.